khác với ông Donald Trump hay ông Joe Biden, vốn kiêng đồ uống có cồn, Phó Tổng thống Harris cho biết trong chương trình truyền hình đêm muộn 8 tháng 10 rằng bà thi thoảng vẫn uống bia. Ngay trên sóng truyền hình, nữ ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ đã khui một lon bia để uống cùng với người dẫn chương trình Stephen Colbert. Bà Harris tiết lộ đã uống bia với chồng, ông Joe M. Hope, cách đây không lâu. Lần gần nhất tôi uống bia là khi đi xem bóng chày đâu. Ông Colbert đáp lại, ám chỉ một trong bảy bang chiến trường, có thể quyết định kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Một lon bia mát lạnh đến từ thành phố xinh đẹp Minneapolis, bang Wisconsin. Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết, nếu bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới, bà sẽ trở thành tổng thống đầu tiên trong 8 năm qua ở Mỹ thích uống bia. Năm 2019, bà Harris tranh cử tổng thống nhưng thất bại. Bà Harris kết thúc chiến dịch tranh cử vào tháng 12 cùng năm, vài tuần trước cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên ở Iowa. Đây được coi là cú sụp đổ đáng kinh ngạc với một ứng viên ban đầu được coi là tiềm năng nhất. Bà Harris đã trải qua nhiều thách thức trong năm đầu tiên đảm nhận chức vụ phó tổng thống Mỹ. Bà là phụ nữ đầu tiên, người da màu đầu tiên và người gốc Ấn đầu tiên đạt được chức vụ này. Vào thời điểm đó, truyền thông Mỹ đã gọi bà về cái tên người phá vỡ mọi rào cản. Nếu giành chiến thắng trước ông Trump, bà còn có thể trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ. Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris sinh năm 1964 tại Oakland, California. Bà từng theo học tại Đại học Hogwarts ở Washington sau khi tốt nghiệp, bà Harris quay trở lại khu vực vịnh San Francisco để học luật và chọn nghề công tố viên. Bà Harris kết hôn với luật sư Douglas Emhoff năm 2014 và trở thành mẹ kế của hai người con của Emhoff là Ella và Cole. khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đưa ra chương trình nghị sự kinh tế của mình, bà đã đến Pittsburgh. khi công bố người liên danh tranh cử của mình, bà đã đến Philadelphia và khi phải chọn một địa điểm cho cuộc meeting đầu tiên của ông Barack Obama vào ngày mùng 10 tháng 10, bà đã quay trở lại Pittsburgh, cả hai thành phố đều thuộc Pennsylvania. Cựu tổng thống Donald Trump cũng dành phần lớn ngân sách quảng cáo của mình cho Pennsylvania và đã tổ chức nhiều cuộc meeting tại tiểu bang này hơn bất kỳ chiến trường nào khác kể từ khi bà Harris tham gia cuộc đua, trong đó có hai cuộc vào ngày mùng 9 tháng 10 và ba cuộc trong tuần trước. Điều khiến Pennsylvania trở nên hấp dẫn và khó hiểu. Đối với cả hai đảng, là sự kết hợp bất thường giữa các lực lượng nhân khẩu học và địa lý của tiểu bang. Nơi đây là nơi có các trung tâm đô thị như Philadelphia với một lượng lớn cử tri da đen mà đảng dân chủ phải huy động. Nơi đây có các vùng ngoại ô phát triển nhanh, có trình độ học vấn cao và chủ yếu là người da trắng, nơi mà đảng cộng hòa đã mất đi sự ủng hộ trong những năm ông Trump cầm quyền. Lại có những thị trấn công nghiệp đang gặp khó khăn, nơi ông Trump cần tối đa hóa phiếu bầu của mình và những thành phố nhỏ hơn đang bùng nổ với những người nhập cư gốc Latin, nơi bà Harris muốn đạt được lợi ích. Và còn có một lượng dân số nông thôn đáng kể dù đang giảm dần. Những cử tri da trắng không có bằng đại học, thành phần tạo nên cơ sở cử tri của ông Donald Trump vẫn chiếm khoảng một nửa số phiếu bầu. Austin Davis, phó thống đốc Đảng Dân chủ của Pennsylvania cho biết, đây gần như là một thế giới thu nhỏ của nước Mỹ. Chiến dịch tranh cử ở Pennsylvania diễn ra khốc liệt và ở khắp mọi nơi với tác động lên toàn bộ đất nước. Ngày 9 tháng 10, ông Donald Trump trở lại Pennsylvania để tham gia hai cuộc meeting tại Scranton và Reading. Đây là sự kiện thứ 8 và thứ 9 của ông tại tiểu bang này kể từ khi bà Kamala Harris tham gia cuộc đua. Tại Reading, một thành phố có đa số dân là người gốc Tây Ban Nha. Ông Trump đã cung cấp dịch vụ cắt tóc miễn phí tại đây vào các ngày Chủ nhật nhân dịp tháng di sản Tây Ban Nha. Và trong khi cựu đợi nhất phu nhân, Melania Trump vẫn chưa vận động tranh cử ở bất kỳ đâu khi chồng bà Harris, ông Dodge Emhoff, đã uống một cốc bia trong lúc xem trận bóng bầu dục gần đây ở vùng ngoại ô Philadelphia và phát biểu tại buổi hòa nhạc vận động bỏ phiếu lớn tuần trước tại Pittsburgh. Các chiến dịch thậm chí còn cố gắng làm hài lòng các nhà hoạt động và quan chức chủ chốt của Pennsylvania. Phó thống đốc bang Austin Davis cho biết, lần gần nhất gặp bà Harris, ông đã nói đùa rằng bà nên thuê một căn hộ ở tiểu bang này. Bà đã cười, nhưng vào tháng 9, cứ 3 ngày thì có một ngày bà Harris ở Pennsylvania, một con số đáng chú ý đối với chỉ một chiến trường duy nhất. Bà Harris đã mua gia vị tại Penzias ở Pittsburgh, ghé qua một hiệu sách địa phương ở Johnstown và mua bim bim tại một trạm xăng Sis ở Moon Township. Ông Donald Trump thì đi qua khu chợ Sprinkle ở Kittanning, nơi mua bỏng ngô và tặng một người mua hàng 100 đô la Mỹ, rồi mua bánh mì kẹp phô mai tại hiệu Tony Nix ở Philadelphia. Hiện tại, đây là tiểu bang duy nhất trong cả nước mà Đảng Dân Chủ kiểm soát một viện của cơ quan lập pháp tiểu bang và Đảng Cộng Hòa kiểm soát viện còn lại. Tiểu bang này cũng là nơi diễn ra một trong những cuộc đua vào thượng viện tốn kém nhất cả nước và hai ghế hạ viện mang tính cạnh tranh có thể thay đổi quyền kiểm soát cơ hội. Ngày ông Donald Trump giành chiến thắng tại Pennsylvania năm 2016, số người theo Đảng Dân Chủ trong bang nhiều hơn theo Đảng Cộng Hòa khoảng 916.000 người. Nhưng tính đến ngày 6 tháng 10 năm nay, con số đó đã giảm xuống còn 325.485 người. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã hạ sát ông Adam Sa'al đặc vụ Hezbollah tại Syria sau cuộc không kích cùng ngày vào khu vực Quneitra tại tây nam Syria gần cao nguyên Golan do tên Abib kiểm soát. Đây là lần hiếm hoi Israel công khai xác nhận tấn công mục tiêu tại Syria, dù đã nhiều lần không kích lãnh thổ nước láng giềng trong những năm qua. IDF nói rằng ông Zaal là người trung gian, có nhiệm vụ chuyển thông tin từ các quan chức trong chính phủ Syria cho lực lượng Hezbollah, cũng như tập hợp dữ liệu thu được ở khu vực biên giới để phục vụ các cuộc tập kích vào cao nguyên Golan. Hezbollah và chính phủ Syria chưa bình luận về thông tin, trong khi truyền thông Syria cho biết tập kích của Israel đã khiến một cảnh sát thiệt mạng. Trong khi đó, theo tàu Wall Street Journal, các quan chức Mỹ cho biết cho đến nay, Israel vẫn từ chối tiết lộ về chính quyền Mỹ thông tin chi tiết về kế hoạch trả đũa Tehran. Ngay cả khi Nhà Trắng đang hối thúc đồng minh thần cận nhất của mình ở Trung Đông, không tấn công các cơ sở dầu mỏ hoặc địa điểm hạt nhân của Iran trong bối cảnh lo ngại về một cuộc xung đột khu vực đang lan rộng. Các quan chức Mỹ cũng bày tỏ thất vọng vì họ liên tục bị bất ngờ trước các hành động quân sự của Israel ở Gaza và Liban, đồng thời đang tìm cách ngăn chặn gia tăng căng thẳng hơn nữa. Một số người hy vọng Mỹ tìm hiểu thêm về những gì Israel đang cân nhắc trong cuộc họp đã lên kế hoạch giữa Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Lầu Năm Góc, nhưng ông Galan đã hoãn chuyến đi. Theo một quan chức Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ngăn cản ông Galan khởi hành đến Mỹ khi Israel tiếp tục lên kế hoạch cho hoạt động của mình tại Iran. Các quan chức Mỹ nêu rõ, Họ vẫn chưa biết thời điểm diễn ra cuộc tấn công trả đũa hoặc mục tiêu mà Israel có thể nhắm tới. Tổng thống Joe Biden và thủ tướng Netanyahu cũng có kế hoạch điện đàm. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant trao đổi về việc liệu Israel có sẵn sàng đơn độc khi phải tự vệ hay không vì không được thông báo trước. Các quan chức Quốc phòng Mỹ cho biết, Bộ trưởng Austin đã thất vọng vì lâu năm góc không có đủ thời gian để bố trí lực lượng của mình để có thể bảo vệ Israel hoặc bảo vệ quân đội mỹ ở gần đó thời gian qua mỹ đã tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực để bảo vệ lợi ích của mình và israel với tàu chiến và máy bay sẵn sàng ứng phó thậm chí mỹ đã chặn một số tên lửa và thiết bị bay không người lái của iran nhằm vào israel và tiến hành không kích các mục tiêu của houthi ở Yemen. nhưng khi căng thẳng giữa israel và iran tiếp tục gia tăng israel có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn hơn vào các cơ sở hạ tầng quân sự và tình báo của iran Điều này có thể gây ảnh hưởng đến tình hình chính trị ở Mỹ, đặc biệt khi cuộc bầu cử tổng thống đang đến gần. Bộ trưởng năng lượng Israel, ông Eli Cohen thông báo quân đội nước này đã chiếm đóng ngôi làng Maron Andras ở phía nam Liban. Ông Cohen cũng đăng tải hình ảnh binh sĩ Israel dương cờ trong ngôi làng với dòng trạng thái. Các chiến binh IDF dũng cảm hôm nay đã chiếm đóng Maron Andras và phá hủy những ngôi nhà mà Hezbollah bố trí tên lửa chúng tôi sẽ tấn công mọi khu vực mà đối phương sử dụng để tấn công israel trước đó lực lượng phòng vệ israel idf cũng đã tuyên bố quân đội nước này kiểm soát một khu phức hợp chiến đấu của hezbollah ở làng marun anras theo idf khu vực bị kiểm soát bao gồm một tòa nhà dân cư và một vườn ô liu được bố trí sẵn bệ phóng rocket và sẵn sàng bắn vào lãnh thổ israel cơ sở hạ tầng ngầm và kho vũ khí của hezbollah cũng được phát hiện ở khu phức hợp chiến đấu này ở chiều ngược lại các quan chức Hezbollah dường như đang dần cho thấy việc từ bỏ lời thề mà họ thường tuyên bố là sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi Israel dừng tấn công Hamas. Khi không đòi hỏi lệnh ngừng bắn ở dài Gaza như một điều kiện tiên quyết để tiến tới lệnh ngừng bắn ở Liban nữa. Điều này vừa được ông Naim Qasem, phó lãnh đạo của Hezbollah, thể hiện trong một bài phát biểu dù ông vẫn hứa sẽ tiếp tục sát cánh cùng Hamas và người Palestine trong cuộc xung đột với Israel. Trong bài phát biểu, ông Qasem nói rằng chúng tôi ủng hộ hoạt động chính trị do ông Berry lãnh đạo để đạt được lệnh ngừng bắn. Nếu kẻ thù Israel tiếp tục chiến tranh thì tiền tuyến sẽ quyết định. Cách đây vài ngày, hai quan chức cấp thấp hơn của Hezbollah cũng đã nói về lệnh ngừng bắn ở Liban mà không liên quan đến giải Gaza. Tuy nhiên, Hezbollah không nói rõ về sự thay đổi lập trường. Lực lượng này không bình luận về suy luận trên báo chí. Ông Sami Abu Zuri, một quan chức cấp cao của Hamas, nói với Reuters rằng nhóm này vẫn tin tưởng vào lập trường của Hezbollah về việc gắn bất kỳ thỏa thuận nào với đòi hỏi dừng chiến sự ở giải Gaza. Quan chức này cho biết Hezbollah thay đổi quan điểm cũng là do chiến dịch tấn công trên bộ ngày càng dữ dội của Israel và một số nhân vật chính trị Liban phản đối lập trường của Hezbollah. Các nhà ngoại giao cho rằng Hezbollah có thể đã thay đổi quan điểm quá muộn để tạo ra bất kỳ động lực ngoại giao nào. Trong những ngày qua, Israel vẫn tăng cường tấn công bằng lực lượng bộ binh ở khu vực biên giới, không kích Beirut và những nơi khác một nhà ngoại giao làm việc tại Liban cho biết giải pháp mà Israel đang theo đuổi là quân sự chứ không phải ngoại giao. Một chuyên gia đánh giá Israel đã giành thế thượng phong sau khi tăng cường áp lực quân sự lên Hezbollah. Người này nói rằng Hezbollah đang sử dụng kế hoạch chính trị, nhưng điều đó chưa đủ đối với người Israel. Mọi chuyện không diễn ra theo cách đó. Theo kênh truyền hình Al-Masadin, Liban, phát biểu tại một hội nghị ở thủ đô Tehran của Iran. Ông Zabari, cố vấn của Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, tuyên bố rằng 90% số tên lửa được phóng trong chiến dịch lời hứa 2 của Iran hôm 1 tháng 10 vào các mục tiêu thuộc Israel, đã đánh trúng thành công các mục tiêu bị chỉ định. Ông Zabari còn nói rằng ngoài cuộc tấn công bằng tên lửa, IRGC còn tiến hành cùng lúc các hoạt động tác chiến mạng và điện tử nhằm vào các hệ thống phòng không của Israel, cho phép tên lửa tấn công trực tiếp vào các mục tiêu quan trọng. Cũng theo ông Zabari, tên lửa đạn đạo của Iran nhắm vào các căn cứ quân sự quan trọng của Israel và nhà chứa F-35, dẫn đến việc phá hủy nhiều máy bay chiến đấu loại này. Ông Zabari còn cho rằng Israel và Mỹ đã bị bất ngờ dù đã triển khai các biện pháp phòng thủ tiên tiến để ngăn chặn cuộc tấn công của Iran. F-35 được coi là tiêm kích hiện đại nhất của Mỹ nhờ hội tụ những yếu tố của một vũ khí chiến đấu uy lực như khả năng tăng hình trước radar, tốc độ ấn tượng, tính linh hoạt cao, hệ thống cảm biến hiện đại. Trước đó, truyền thông thế giới công bố ảnh chụp vệ tinh cho thấy một phần căn cứ quân sự Nevatim của Israel bị phá hủy nặng nề sau cuộc tấn công đường không của Iran tối hôm ngày 1 tháng 10, củng cố nghi vấn tiêm kích F-35 bị phá hủy trong cuộc tấn công này. Hình ảnh cho thấy ít nhất một khu nhà chứa máy bay của căn cứ này bị hư hỏng nặng nề, với phần nóc bị phá hủy hoàn toàn. Khu vực chịu thiệt hại nằm ngay cạnh đường băng chính của căn cứ, với nhiều mảnh vụn vùng vãi xung quanh. Theo đài Al Jazeera, Căn cứ Nevatim là một trong những căn cứ không quân quan trọng nhất của Israel. Căn cứ này chứa nhiều loại máy bay quân sự hiện đại hàng đầu, trong đó có dòng tiêm kích đa dụng F-35, Nanning-2 do Mỹ sản xuất.